Ôi trời, con tạ ơn cha, cha đã cho chúng con gặp nhau. Dạ. Để chân cha được sáng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúa thì nói thời giờ đã đến. Dạ. Thời giờ chưa đến, con tìm không gặp. Mà thời giờ đã đến, đó là ý Chúa. Dạ. Thì bây giờ Ni Quang gặp thì Ni Quang rất là hoan hỷ. Nhưng bây giờ thì đến hôm quan hỷ, bây giờ trời nắng đưa đưa rồi. Dạ. Giờ mời vô nhà uống nước luôn gần đây thôi. Dạ, con cảm ơn Ni Quang. Xin mến chào cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của Quân Lang Thang. Hiện tại thì Quân đang có mặt ở Đồng Nai. Vô tình thì di chuyển trên cái tuyến đường ở Đồng Nai thì anh em của Quân bắt gặp một bà lão rất nhân tướng, rất là kỳ lạ và rất là đặc biệt luôn. Nên anh em Quân đã hỏi thăm bà lão này và được bà lão mời anh em của Quân về cái nơi của bà lão sinh sống, cũng như là cái nơi mà tu tập của bà lão. Dạ rồi. Dạ. Đây Ni Quang dẫn theo vào trong. 73, 74 tuổi rồi. Dạ. Mấy bà già khác đâu có làm được vậy đâu. Ở ngoài đây nó có yếu lắm. Hai cánh cửa nha cả nhà. Hai góc cái cánh cửa màu vàng. Rất là đẹp luôn. Lấy phía đi vào. Dạ. Nước, nước uống. Cái cổng đi vào thì có hai bụi tre hai bên nha cả nhà. Đó, thì giờ Quân mời cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong ha. Đi Quang cho con gắn cái mic nha, Đi Quang. Cho Đi Quang nói cho nó rõ. Này. Dạ. Dạ, con xin gắn cái mic. Rồi bây giờ đi bán chuỗi nè. Cái chuỗi giờ ế ai mua rồi. Dạ. Rồi giờ sư Minh Tuệ ra đời đi nồi cơm điện thì mình cũng đi cắt thịt lại. Yeah. Ni Quang là Ni Quang bán sau chuỗi này là mình bán ở đâu hả Ni Quang ha? Đi ra ngoài đường muốn đâu đâu thì đâu. Dạ. Rồi à chúa. Yeah. Sáng nào con cũng chạy ra. Một là đổi gió bị nhà mình nhỏ quá ha. Một là đổi gió, hai là gặp cha. Đến khi người khách ghé qua con thiệt đi đó là cha cho tiền, cha cho tiền. Ăn đừng cho chuỗi, thấy cho chuỗi mình đủ ăn rồi. Dạ. À, một hả? Ni Quang cho con hỏi cái giọng của Ni Quang đó là Ni Quang có đang bị cảm hay sao Ni Quang? Thì tôi có một lá phổi à, mấy anh tới nó lu bu nó cũng như khách khứa nó lung tung mà, nó mệt rồi đàng hoàng nó hết. Trưa dạ. Nay là dậy mua Phật á. Dạ, mua Phật. Dạ. À, Ni Quang có một lá phổi thôi. Đó, à, vậy thôi. Sống sao nói vậy hả không? Dạ. Nhà tự xây này đọc lại Bình Dương cũng là đó, có sao nói vậy đừng khen chê. Dạ. Mấy anh đến đây nghe Ni Quang nói cái gì chia sẻ thôi, chia sẻ hạnh phúc mà tôi có. Dạ. Cũng mấy anh muốn đẹp đi ra khách sạn năm sao nhìn nó đẹp lắm. Dạ. Mà nếu người đến đây với mục đích là cúng dường hay thăm viếng, đừng có nhìn xem cái nhà. Tại người ta muốn thích vậy, cái nhà tôi không thích kêu thợ, tôi tự xây. Yeah. Tự làm. Yeah. Thế độc lạ Bình Dương cũng đã nói rồi. Bây giờ vô bốc cờ thì bây giờ Quang đã để đứng đó, để rồi. Yeah. Đi dẹp cái xe lăn lên chút. Hôm đó té lần đó. Rồi rồi. Lái gắn máy không được thì có xe lăn. Dạ. Yeah. Nhưng mà đâu có quan trọng là cái vẻ đẹp bề ngoài đâu Ni Quang. Vì những cái thứ mà đẹp bề ngoài nó chỉ là cái hình thức thôi. Dạ. À, nhưng mà chính người mở ý là người ta thích đi chùa đẹp, người ta đâu có đi khóc nghèo. Dạ. Tụi con lại thích đi những cái chùa, ngôi chùa mà có những cái pho tượng bằng xi măng, bằng đá thôi. Đây, mấy con lấy con phụ cho anh. Thôi rồi. Ông Phật là mình nè, anh thành Phật chưa, anh tu chưa, tôi thành Phật chưa, ông Phật là mình nè, còn cái ông này, nó mua quan thế âm Bồ Tát, là biểu tượng, biểu tượng bằng mấy con hướng về Đức Phật, mấy con đảnh lễ Phật,
Đó. Cái chuông này là thanh âm, là pháp khí. Con kính chào Chúa Giêsu trên trời, chào ba ngôi Thiên Chúa. Con chào Đức Phật Quan Âm. Chào tất cả thiên long bát bộ. Ngọn nến con dâng lên tỏ lòng con kính Chúa. Ân Thiên Chúa chở che. Nguyện một kiếp đáp đền. Có cái gì để tự nhiên thôi. Xin Chúa ban ân thêm. Đời con nhiều bạn mới. Ngày phúc lạc vô biên. Và đời tu tiến tới. Chúa ơi cảm ơn Chúa. Chúa ơi cảm ơn Ngài. Chúa Giêsu. Tại sao người ta cũng hỏi là đi quan. Hồi xưa chỉ là cô giáo để đi tu thì hồi bái cực chỉ. Nó chỉ Việt Nam Đạo Phật. Nhưng năm 2000 Chúa xuất hiện ra. Tại nơi đây là kinh Quang Châu đó. Ai cũng rõ vô kinh Quang Châu nghe là đã đi qua có thể Chúa một Phật Quan Âm là thờ năm 92 rồi. Có nhiều người nói đi qua nói có chào Phật, không phải phải nói Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô lưỡng về giờ con không nói chữ đó, không nói con chào Phật, có sao đâu. Cái câu này để nhắn gửi đáp lời với mấy cái bình luận mà của các tên cướp đó, nó nói chứ cô nói sai. Hôm nay gặp em chứ cô cũng nói lại cô chào Phật, cô chào Chúa, có sao đâu. Thấy không các em? Có đồng ý không? Quan trọng là cái tâm của mình có hướng về cái nơi hay không. Con đứng đây thầy bác rồi đó. Ba anh em tụi con rồi đó. Mua bạc, cái gọi là năng lượng gì đó. Dạ. Tại sao ông sư Minh Tuệ Nam Mô Phật. Dạ. Con cũng xin chào sư Minh Tuệ. Ông sư Minh Tuệ ông ra đời mà người ta ở đâu ta cầm cái phone ta coi mà ta rớt nước mắt ta khóc. Dạ. Mấy em có coi có khóc không? Mà thì con cũng khóc, coi trong cái phone coi. Ủa giờ con ra ngoài đó con ngồi cho khỏe không? Dạ. Đó nhà đơn giản thôi, nghèo thôi. Dưới kia là chỗ đi quan để nấu ăn này kia hả đi quan? Ăn thì nấu ăn không có gì. Cái nhà phía sau là nhà người ta, đi quan có bao nhiêu thôi. Cái nhà bên này cũng người ta, bên này cũng của người ta. Chỗ ngủ đi quan là chỗ nào anh đi quan nào? Tạm thời thôi, cái giọng đây, cái giọng đây cũng có. Bây giờ còn phải tập ngủ ngồi đó. Chứ Minh Tuệ nói nhiều khi có lúc mình không có chỗ nằm thì mình ngồi. Ví dụ tôi ghé nhà anh chơi, bữa nào tôi ghé thì tôi ngồi thôi, qua đêm thôi. Mình sống mà mình tu là mình giải thoát hết mọi cái vấn đề để cho nó khỏe. Dạ. Mà con thấy ha, đi quan ha, giống như thời này thời kỳ mạt pháp rồi, con thấy có rất nhiều vị Bồ Tát hóa thân hiện thân rồi để mà xuống trần gian để cứu độ chúng sanh. Con thấy gần đây rất là nhiều luôn. Không biết là không biết. Nhưng mà Bồ Tát nhiều khi người ta hóa hiện làm người nghèo, người cười, người đuôi, nhưng mà cũng có thể hóa hiện thành ông giàu nha. Chứ đừng có nói là có một bề mình, không phải nha. Yeah. Nhiều khi có ông nó ông giàu sao dữ lắm mà ông là Phật mình đâu có hay đâu. Chứ như con thấy đi quen có một cái nhân tướng rất là kỳ lạ luôn, giống như những vị Bắc La Hán á, đi quen. Không biết đi quen có không? Bây giờ mình nói về Pháp, cái gì mình biết, mình học Phật đi. Mình nói về, chủ nghĩa cá nhân. Nhưng mà nhiều cô chú trên kênh của con thì lần đầu tiên là gặp Nhi Ngoan á, thì cũng chưa biết được cái con ra ngoài đó con ngồi cho khỏe, ngồi trong đây nó nực lắm đó. Thì ra đây đi Ngoan cái chia sẻ. Xin đi Ngoan. Con ngon. Đó. Kiếm ghế ngồi đi. Được thì Ngoan đi Ngoan ngồi ghế đi đi Ngoan. À ghế đây đó đó một cái. Đây con ngồi được đây. Đó ghế đó hai cái đó, có hai cái đó lấy ghế đi. Đây có một cái nữa nè. Ở nhà đó chặt. Ngồi đi đó, một cái này cái đó. Dạ, được.
Vô lấy nước nè uống. Dạ thôi được rồi, đi Quang đi. Đây đây một dạ. Chai nè. Lấy lọc lấy lọc. Hai chai nè. Dạ, con cảm ơn đi Quang. Dạ. Có hồi qua đi ai mua sẵn mà đấy nè. Ba dạ. Chai. Dạ, nó mua gì Phật. Con cảm ơn. Rồi. Để đi Quang ngồi xuống đi Quang để chia sẻ. Có một số khán giả 70 mấy tuổi rồi. Dạ. Tinh quýnh nó mệt lắm. Dạ. Ô Phật rồi đó, con ngồi đâu con ngồi. Dạ. Đây là ở đây là đi quen chỉ sống một mình hơn ha, đi quen ha. Sống từ nhỏ tới lớn một mình thôi. Dạ. À, bởi vì con mới biết lần đầu để coi cái túi bác mới đây đâu rồi. Đây. Đi Quang á gặp Hệ Pháp Pháp Chỉ hồi năm 1963 là. Con nhớ bé 63 bé năm nay là bao nhiêu năm chưa? Năm 60 năm hơn. Tức là hồi Đi Quang 10 tuổi là. Là con bây giờ con biết Ngài Minh Tuệ là hạnh đầu đà khất thực như vậy. Nhưng mà ngày xưa cũng có những sư như vậy rồi. Thì hôm nay trên cái kinh của mấy con đây là nói là kinh nãy kinh gì vlog hả? Dạ. Với kinh gì nữa? Dạ khám phá bí ẩn. Đánh cái chữ khám phá bí ẩn vô hả? Dạ dạ. Rồi của ai nữa? Dạ của con Quân Lang Thang. Rồi đánh cái chữ gì nữa mới ra được? Quân Lang Thang. Quân Lang Thang. Hả? Quân. Quân hả? Lang Thang hả? Dạ. À. Dạ. Đó thì là cái hình này thấy chưa, đó zoom lại thấy không? Dạ dạ. Đó là thấy cái đầu u đây nè đó. À, chứng tỏ lớn rồi là thiệt ha, là Liên Quang đã có rồi, là mới nói là cái tu là biết hồi nhỏ lận. Dạ. Biết quý sư khất thực hồi nhỏ lận, biết quý sư tu thành đầu đà hồi nhỏ, quý sư xuất bát cho mình ăn cơm xuất bát, mình tu một thời gian á má mình ha, là lớn lên đi học quá thì đổi áo lại đi học, cái này cái hình là để tu, đổi áo lại đi học rồi thành đi cô, dạ. Cái cô áo vàng đàng hoàng, không có cái đầu u đây là nó không lầm người khác được. Dạ. Đó, con ghim lại thấy rõ dạ. Đó, rồi đi ra ngoài đây rồi. Hồi đó chỗ này thanh vắng lắm, không có nhà đâu, phải tính 40-50 năm về trước kìa. Thì đất ở đây có một mình ở thôi. Đó. Che những cái tấm tôn lụp sụp gì đó, một hồi con đưa nóc nhà vậy thôi, ở tạm. Di Quang cho con hỏi một câu là Di con thì người phàm thì không có tu tập được nhiều như Di Quang. Nhưng mà có hai cái ghế đưa cho nó ngồi. Dạ được rồi. Đứa kia kìa, đứa ngồi chờ mở mà nó không có được tĩnh tâm. Dạ. Thì cái phần mà hình tướng ở trên cái, ở trên chán của mình á, như vậy á thì nó có ảnh hưởng đến cái không ảnh hưởng gì hết á, gọi là cái sức nặng của cái đầu mình không có ảnh hưởng, coi như không biết. Dạ. Vậy chứ con thấy mấy bà bầu với bả mang em bé cũng 3-4 kg thì em bé nó nhỏ nhỏ, nó lớn lớn với bả đâu có thấy nặng gì, cũng tự nhiên thôi. Dạ. Mấy bà bầu cũng vậy đó à. À. Chứ bây giờ khi công có đưa cho con bịch cục đá gì con đeo vô con cảm thấy nặng. Nhưng mấy bà bầu tự nhiên ngộ vậy đó. Nhưng mà cái cơ duyên nào mà từ năm 10 tuổi mà Nghi Quang lại quyết định tu học không Nghi Quang? Cơ duyên để tu học á thì hồi nhỏ thì mình không có cha, lúc mà hồi dày đó ở quê á, rồi ba thì mới không còn, mẹ mới dắt đi lang thang nghèo đói mà. Rồi thì đi theo quý sư, quý sư là quý sư hạnh đầu đà, hạnh ở núi ở non á. Cũng có cái tăng đoàn, hồi đó của tăng đoàn, bác chỉ đi hành đạo cũng đầu trần chân đất, đi nơi này nơi kia. Cũng ăn ngày một quả, kêu là hệ bác chỉ năng quang đó, mình biết quý sư Minh Năng Quang hồi nhỏ như vậy đó. Rồi má mua phải mua triệu bánh tét à, đội đi qua bên cái cánh đồng, qua bên cái chùa bên kia. Cứ theo cúng dường sư, nhưng mà đều hồi đó má đi qua không có cho đi qua đi tu, vì má nói con phải học tương lai,
Sau này con ngồi muốn thuyết giảng với mọi người. Yeah. Người ta trước mặt con là bác sĩ kỹ sư. But now, hello, everyone in the world. I can share you in your language. Now I'm usually talking with you. For all the people who can understand me. Có thể con không biết là Lý Quang nói cái gì. Lý Quang đang chào mọi người trên thế giới. Và tôi sẽ dùng hai ngôn ngữ để nói chuyện cho quý vị nghe về giáo pháp của Đức Phật và quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Now are you ready talking to a world? I don't understand me. I am a testimony of Jesus. You want me to be a testimony? For you can see how about the power of God. Do you believe in God? Anh có tin Chúa không? Mấy con ngỡ ngàng quá phải không? Chúng ta có thể nói trên YouTube bằng hai thứ tiếng. Những gì nếu con nói tiếng Việt thì con dịch ra tiếng Anh liền. Chúa muốn tôi làm nên nhân chứng Chúa. Chúa muốn tôi có mặt giữa bao người. Chúa muốn tôi học hoài Kinh Thánh. Chúa muốn người người biết về Chúa. Một lần nữa con kính chào Chúa trên trời. Và con chào ba ngôi Thiên Chúa. Con chào mười phương ba đời chư Phật. Chào quý thầy, quý sư cô. Con chào quý cha, quý linh mục. Dạ, vì hôm nay con cũng tự nhiên con gặp ba con đi đường, con đi trên đường, con đi hằng ngày con đi bán chuỗi trên đường. Tự nhiên cái con người của con cho nghe nó nóng bất lạ lùng, con cõi bất áo hết, có cái điều con thấy sợ ngộ quá. Mà sao cũng bình thường thôi, nhưng mà có mặc hai ba cái áo không sao mà nóng quá nóng. Thì tự nhiên có một cái anh, anh chặn lại thì nghĩ mấy anh này ngừng mua chuỗi, nhưng mà con thấy cái thái độ là anh không phải là người mua chuỗi mà anh nói muốn cái gì tâm sự. Thì con nghĩ là anh chắc cũng đang buồn chuyện tình, chuyện nhà gì đó. Mà rốt cuộc là con hiểu nhanh bên trên nói với đầu YouTuber. Dạ. Yeah. Yeah. Thì đó thì con hôm nay thì gặp đây thì con cũng chào quên hết quý bậc quý cha quý thầy để nói về cái pháp đạo. Chư Phật mở pháp cứu đời, trời ban ân điển cho người chân tu. Con có hiểu gì không? Phật thì mở cái pháp ra, con phải hành pháp, pháp nhẫn nhục, pháp bố thí. Con gặp ai con cho một đồng một cách vậy đó, nhẫn nhục bố thí tinh tấn thì giới thiền định, những cái đó là những cái pháp. Những cái pháp cao nhất là 13 hạnh đầu đà, hôm về mình thấy trong phim đó. Yeah. Mà chú Minh Tuệ tú đó. Đó, nhưng mà trời ban ân điển, nhưng mà cái người nào được Chúa mà đến cùng á, Chúa ở cùng mình có cái ân điển. Mà nhiều khi mình không biết ý Chúa muốn gì. Cũng như mấy anh YouTuber nãy giờ mấy ai. Mà anh nói là tự nhiên anh đi ngang gặp Ni Quang có cái gì đó. Cái đó là cái anh không nói được. Dạ. Cái nào nói được, không biết diễn tả làm sao. À, đó. Có một cái điều con vẫn chưa hiểu. Thì ở ngoài thì người ta sẽ tu học theo một đạo Phật hay là theo một đạo Thiên Chúa, theo Chúa Giêsu. Nhưng mà ở Ni Quang thì hồi nãy giờ Ni Quang có chia sẻ là lúc còn nhỏ thì Ni Quang theo 12 hạnh. Không phải, không phải gặp quý sư bên khất sĩ, hệ dạ. Phái Minh Năng Quang. Chỉ là gặp thôi chứ không phải là tu học. À, không phải tu học, lúc mình con nít thôi, gặp dạ. Đi theo, mình là con nít 10 tuổi như vậy thôi. Để dạ. Theo thôi, mình thích mình cạo đầu theo thôi, mình con nít 10 tuổi đâu có biết. Còn cái áo mà... Ni Quang mặc màu vàng đây là thực sự 1986. Dạ. Sau khi làm việc cô giáo rồi, làm ở trường Long Xuyên á, phòng giáo dục Long Xuyên rồi thì mới trở thành một sư. Để sư đi kiếm cái Ni Quang kiếm cái ghế cho các anh này, anh ngồi. Dạ được rồi. Tâm Phật, dạ anh, được rồi. Bàn, anh nhúc nhích hoài tội nghiệp anh lắm hả? Để phải đợi một tí không sao hết á. Thì mình sẽ gọi Ni Quang ra để mà mình hỏi một cái là tại sao một người tu tập theo đạo Phật thì lại am hiểu được về đạo Thiên Chúa và rất là tin tưởng về
cái pháp của đạo Thiên Chúa cả nhà, nhưng mà lại rất tin tưởng về. Bởi vì cũng cầu mong mấy em làm cái phim cho nó gọn ghẽ đẹp đẽ để phục vụ huynh đệ bà con cô bác này, con ngồi cái phim cho nó. Dạ, mô Phật cũng cảm ơn đi quen. Rồi uống nước. Có một cái câu hỏi mà nãy con suy nghĩ rất là nhiều và con cũng muốn hỏi Ni Quang để Ni Quang chia sẻ cho con cũng như là tất cả những cô chú đều biết là Ni Quang á, thì ngày trước thì Ni Quang có tu học và xuất tu gia. Tu leo hành các sĩ. Dạ, và đã có xuất gia luôn. Tự mình. Tự mình xuất gia, dạ. Là bên đạo Phật. À, không dạ. Có nằm, cũng như không có ai là thầy mình, dạ. Mình không có vô cái chùa nào nhận ai là sứ là thầy. Mình tu câu chuyện này nó dài dòng lắm. Dạ. Nhưng mà tại sao Ni Quang lại am hiểu được một thêm một cái đạo như là đạo bên đạo thiên chúa? À, am hiểu về Đức Chúa là dạ. Đức Chúa đến với mình mỗi ngày, Đức Chúa nói chuyện mình nghe. Tại vì con thấy ở ngoài là chỉ có một là người đó theo đạo Phật, hai là theo đạo Thiên Chúa, và ít có ai mà có thể là ai mà dám thờ vừa Chúa vừa Phật chung một cái anh đó. Dạ đó, con đang suy nghĩ và con đang thắc mắc điều đó, tại sao Ni Quang lại có thể am hiểu một lượt cả hai bên hai cái môn đạo như vậy. Thì cũng như Chúa muốn tôi làm nên nhân chứng Chúa, Chúa muốn tôi có mặt giữa bao người. Chúa muốn tôi học hoài kinh thánh, Chúa muốn người người biết Giê-xu rất là Giê-xu có nhiều pháp lạ lắm. Đức Phật thì có pháp. Dạ. Còn Giê-xu thì có phép lạ. Rất là lạ lùng. Ủa, khéo nó go to school quá, I can't speak English with you something. Tôi là người không có đi đến trường học Anh ngữ, sao tôi nói chuyện được? Được tiếng Anh mà tôi cũng có nhiều bạn tiếng Anh lắm. Tôi có hình ở đây để chứng minh. Đó. Tại sao như vậy? Ni sư, Ni Quang có thể cho con biết được cái cơ duyên nào mà Ni Quang đi tu? Không không, đến được với biết được về về Chúa Giê-xu á. À, Chúa mình một có cái cơn nó bệnh mình trước năm 2000 á. Rồi hồi đó Ni Quang cũng bệnh cũng mệt như vậy nè, tiếng hồi đó rồi lắm. Rồi đi lên trên Sài Gòn cũng gặp bác sĩ cũng vô chữa bệnh nhưng mà nó không có hết được. Cuối cùng bác sĩ là từ chối. Là về là mình nói là mình cũng chừng 15 ngày nữa chết thôi. Thì mình về thì nếu Quang có tu thì Quang nói thì mình cứ về. Rồi mình cứ niệm chú, thần chú Đại Bi rồi mình niệm kinh. Mình chí thầm mình gần chết rồi mình cũng ăn uống gì không được thì lấy cái tâm niệm chứ cái miệng cũng không có nói được. Cái cốc á. Thì mình niệm sao mà Chúa hiện ra. Thì mình thấy Chúa. Có một lần tôi nhìn dung nhan Thiên Chúa. Có một lần Chúa đã đến với tôi. Giê-xu ơi, ngày cao sang đến thế, phận con hèn sao lại đến với con. Giây phút tuyệt vời, con cảm ơn cha. Chúa hiện ra là mất liền. Chúa đến với con sao mà nhanh quá, Chúa đi rồi con còn lại được bài ca. Hay không? Tôi có nhiều bài ca. Hồi đó tôi đọc cái này, có một cái vị khác kêu tôi chép cái này. Chúa đến với con, sao không cho con biết trước giây phút tuyệt vời. Con cảm ơn cha. Chúa đến với con, sao mà nhanh quá. Chúa đi rồi, con được mời ca. Nhưng hôm nay Chúa đến đây, Chúa có cho biết trước không? Mấy anh đến đây có biết Ni Quang chưa? Mà anh đến tình cờ mấy anh gặp. Không có biết trước, phải gì biết trước. Tôi đặt dài bác ghế cho ngồi sẵn hay gì. Rồi vô đây phải. Nhưng mà con lại thích cái đó, nó bất thường như vậy đó là Chúa đến với con qua bạn bè thân thiết, Chúa đến với con qua những người quen biết. Chúa ơi, tình Chúa ấm nồng. Đi Quang hát như vậy nè, những người giáo dân sẽ xem những YouTube này sẽ nghe và để ý được và để hiểu biết về hồng ân Thiên Chúa. Có sợ ai đẩy theo mình không? Thì đẩy vô đây đi. Tùy duyên, ai muốn lấy thì lấy. Nói chứ ở đây không có vấn đề đó, nhưng mà nếu con hài hợp cũng đẩy vô đó. Đẩy vô cái bụi tre đó. Này không biết cái duyên sao mà không hiểu lý do luôn. Nó kỳ lắm. Tự nhiên bao nhiêu người không nhìn, chạy sợ qua Ni Quang cái là phải ngoái lại nhìn. Và nhìn một cái là
biết liền luôn, nhìn cái là biết liền, à quen lắm, nhớ rồi, ở đâu rồi. Thành ra bây giờ mấy con cũng vậy nữa, ráng làm cho đủ điểm rồi bước lên cao hơn, đời vinh quang tỏa sáng, tên tuổi chiếu sáng ngời. Nhiều khi mình không biết anh YouTube ở đâu nữa, anh YouTube ở đâu nữa, nhưng mà tự nhiên mình muốn gặp là mình gặp. Yeah. Giống như nãy Ni Quang có chia sẻ là mấy tháng trước Ni Quang có về miền Tây muốn tìm để gặp các bạn YouTube để chia sẻ một xíu pháp, nhưng mà không gặp. Đúng rồi, còn gặp nhau trên truyền thông đi. Ni Quang thì cho con hỏi thì ở cái này mình gọi là cái con gọi này gọi là cái cốc hay là một cái tỉnh thất nhỏ? Thì cái nhà của mọi người dân thì gọi là cái nhà. Cái nhà. Còn ông sư ông tu có nhỏ nhỏ, có bước vô bước ra bị ngang 2 mét để đủ cái đơn thì nhỏ quá kêu cái cốc. Còn bự bự mà có thờ Phật cái kêu tịnh thất. Cái thất nó hơi nhỏ là lớn hơn cái cốc. Thì tại vì có cái ông Phật, còn cái cốc nữa không có thờ ông Phật. Thì cái tịnh thất của Ni Quang thì... Mà ông Phật này cũng không phải Ni Quang mua chấm mà chinh nó đâu có. Tự nhiên đi cái chùa Linh Sơn nè, ở Sài Gòn Cầu Muối nè. Dạ. Thì hồi đó mình không biết kinh sách thì lên đây thỉnh. Thì lên đó có sư cô tâm cho nó, cũng gửi lời cảm ơn sư cô, bây giờ sư cô còn khỏe không? Sư cô nói có cái người đâu bên Tây bên Mỹ gì về đó, đặt ba ông Phật bự như vậy ở cầu Thị Nghe. Thì sư cô cho mình cái. Thì mình nói chàng ơi, phải ông Phật nhỏ nhỏ thì con ôm được, ông này làm sao? Đó là tự nhiên mình về mà mình không có đồng cắt thì cũng có cái xe mà. Hồi đi qua con không biết nữa, đi mướn mấy cái xe tính kêu mấy xe 16 chỗ, anh có gỡ băng gỡ ghế đâu ra để Phật không? Nói không có thầy ơi, cái ông này là phải xe cần cẩu, cẩu ông lên. Đó là từ từ mới biết ra mà có anh cần cẩu, anh cẩu về đây luôn, anh không có lấy tiền lấy bạc gì hết. Dạ. Rồi anh mua luôn bó nhang đó, đặc biệt nó ngon anh lắm. Ông Phật đưa đến với mình năm 92, 1992. 92 hôm nay là ngoài 30 năm, 33, 34 năm. Mô Phật. Nhưng mà nhìn vẫn còn đẹp và rất là sáng. Hồi đó ông đứng phía bên kia ngó ra đường, rồi ở đây có nhiều cái hoàn cảnh đó, Ni Quang là định nhường đất cho mọi người ở hết. Thì Ni Quang thấy là mình cũng thấy làm du tăng đi đây đó chứ hơn. Thì Ni Quang chừa qua cái đất đủ ông Phật đứng rồi. Chứ bây giờ anh đi vô dắt cái xe vô đâu có được đâu, hoặc đứng hết đất rồi thì đủ vậy thôi. Nghĩa là ngày xưa Ni Quang rất là nhiều đất, nhưng mà Ni Quang chia về sẻ. Về đây á, đất á, Ni Quang cũng, hồi đó Ni Quang có cái xe đạp, rồi cái radio thì Ni Quang đưa người ta, đưa đất mình. Rồi đưa mình một khoảnh 2-3 công vậy đó, hồi đó không có đo đạc gì đâu. Rồi tới chừng có những hoàn cảnh người ta khác, người ta không có đất ở, thì mình nói bây giờ tôi cho cô bên đây thì cho từ cây này qua cây kia chứ không có nói bao nhiêu mét hết á. Rồi tới chừng người ta sau này ta có tiền, ta cứ căng hàng rào thẳng, người ta xây bức tường của người ta thì ta xây thẳng, thì mình hẹp còn nhiêu chứ giờ sao vậy. Chứ hồi đó mình chưa hơi rộng, mấy cửa hơi rộng một chút mà người ta căng như thẳng đó, thì hai bức tường hai bên. Còn cái này Ni Quang làm hiện tại bây giờ Ni Quang thì cũng hỏi là Ni Quang cũng đang tu theo 13 pháp hạnh đầu không đoạn, đoạn không có đi. Đâu dạ. Bây giờ tu theo pháp gì á? Nó thấy gì thì ráng mình đi bán chuỗi, bán chuỗi mai mua thì mình khập thực cũng được. Bây giờ thưa với quý vị, quý thầy, khập thực nhận tiền hay nhận nhật thẩm á, điện qua đi quan có coi trong YouTube nó. Ví dụ người ta có một cái bà già nhỏ, bà thấy mình đi, bà cúng dường có 1.000 2.000 đồng thôi, 2.000 không mua được cái mì gói. Có mì gói ngon phải 7-8.000. Thì giờ mình nói, ơ tôi không nhận tiền cũng đâu có được. Thật ra tùy duyên mà mình nhận tiền. Thì ở trên Sài Gòn, ở Ni Quang thì dạo này xuất hiện rất là nhiều những cái người mà không phải tu tập. Có nghĩa là người ta không có tâm về đạo Phật hay là bất cứ về cái đạo gì hết. Nhưng mà người ta lại đi ra chợ, người ta mua một cái áo của nhà sư để người ta mặc, và người ta đi khất thực, người ta nhận tiền, lợi dụng cái lòng thương hại của bà con cô bác, cứ tưởng là những vị sư chân chính đi khất thực để nhận tiền. Thì Ni Quang có thể chia sẻ cho con, hoặc là có cái lời khuyên nào đến với những cái người như vậy? Anh tu lớp đầu á, anh còn phân biệt cái này đúng cái này sai. Kinh tu cao anh đừng thấy đúng với sai.
thấy không? Bây giờ tôi cho cái người đó là xấu đi. Là xấu là người ta giả, không có gì là giả. Ta chưa biết kinh Phật, ta chưa biết oai nghi, ta chưa biết cái phẩm hạnh. Rồi người ta cũng kiếm cái áo dần dần ta mặc vô. Thì trong 24 tiếng đồng hồ ta đứng im im, ta nhắm con mắt lại, ta làm sao sao á. Thì ta có tiền thì mình đặt trường hợp thôi cũng tốt đi đó. Chứ không Phật có 30 giây 30 phút thì anh có cho được không cho. Cũng như Sư Minh Tuệ, tôi nghe Sư có nói trọng bằng, mình đã chuyên, mình có cho được không cho thì thôi. Cái người đó không có ăn cắp, không có trộm cắp. Còn trộm cắp thì xử theo tội trộm cắp, thấy không? Chứ đi quan không có nói cái chuyện là đúng hay sai, riêng cá nhân đi quan. Mà cũng không biết cái người đó sẵn đây cũng nói luôn, có những người đó không biết là người ta tu giả tu thiệt ha, rồi người ta mặc cái áo đạo vô rồi một tiếng đồng hồ sau đó làm gì sai quấy cái đó đi quan không biết. Ở có rất là nhiều rồi, ở báo chí và các cơ quan không biết cái đó lên. Không biết dạ. YouTube là quay lên không biết. Tin đài á, người ta cũng báo dạ, là những người đó là những người giả sư lợi dụng lòng thương hại của bây bà giờ con. Quý vị cần hiểu gì nè, khất thực là một pháp rất là tối thắng, một pháp rất là màu nhiệm, một pháp rất thực là pháp rất hiển linh. Giờ người hành giả, cái người nào đó cô hay thầy đi khất thực, người ta lắng sâu tâm hồn, phiền não độn diệt. Ba đời chư Phật đều phải là người khất sĩ, đó là tổ sư Minh Hoàng biết nói. Nhưng mà thiếu những sư nam ở trong rừng sâu, ở trong những thôn nghèo, bây giờ cho sư tiền sư mua cái gì? Ngày xưa không phải quán xá mà đầy như bây giờ. Còn bây giờ mà anh nhớ là tiền anh trong túi có, mà anh ngồi tại chỗ shopping mang lại. Anh alo bánh mì hủ tiếu cũng mang lại được, đúng không? Đi quan nói không có sai. Cái thời buổi này so với thời 2500 trước, mình phải nhận xét cho nó kỹ ha. Còn như ví dụ như quý sư ở trong xóm, trong làng, trong quê, quý sư tu Đầu Đà, rồi mình cho sư 5.000 hay 3 triệu, 10 triệu, sư có ăn tiền được không? Anh phải tặng cho miếng cơm. Thì vì đó có nhiều sư người ta không dùng tiền thì đã nhận vật phẩm. Còn như dùng tiền thì ta dùng vị này cho 2.000, vị kia cho 10.000. Rồi người ta nhận đủ trong cái số, nghĩa là 100.000 một ngày đi, hay là như đi qua là 50.000 một ngày đi, đủ ta về rồi, ta chăn tu mà, ta còn cần gì mà phải đi hoài, phải nắng ngoài trời. Ngày mai mình đi nữa có nữa. Như vậy là chánh hay tà cũng do mình, phải quấy cũng do mình. Còn những cái người khất thực kia, họ chưa học đạo, họ chưa chân lý, họ muốn đi mỗi giờ từ sáng tới chiều, từ mai tới tối thì cũng được. Nhưng mà anh còn nhớ, người làm trời nhìn. Những người mà tu mà giả đó, gọi là về rồi không lo tu mà lo quánh bài, tôi làm theo thế tục, đâu chứ thiên đâu gia hộ. Còn cái người thực tâm gia hộ, dòng người ta đi trên đường phố, người ta không hỏi chinh, anh thấy màu nhiệm lắm. Không hỏi chinh đi từng bước chậm rãi, từng bước chậm rãi, tâm niệm Phật, lòng chú nguyện cho bà già bà tánh. Có những người ta dục, ta chạy theo, ta lẹ lẹ mau mau trong túi á, 10.000, 20.000, hay là nhiều khi có 2-3.000, có những công nhân á, nó còn 7.000, 8.000. Có phải là mình hoan hỷ cho nó, chứ bây giờ mình đòi cái gì? 5.000, 7.000 không nhận, đòi một cái gói bánh nào nó chạy đâu mua. Không, mấy em nghĩ thế nào đấy, phải không? Tiền không có nói đâu. Nhưng mà hỏi anh á, anh có là buông bỏ được chưa, giác ngộ được chưa, buông bỏ tham sân si chưa, hiểu chánh pháp chưa, phải không? Nên cái pháp thật á. Em đang hỏi là người nhận tiền đúng hay sai, hay người giả tu đi qua, không thấy ai là giả tu mà người qua. Cũng nói thấy ai thiệt tu, giả tu đâu biết đâu. Không có để ý cái đó. Dạ. Người mà có chân tu rồi thì cho dù có hỏi người này đẹp, người kia xấu hay không thì họ cũng không bao giờ trả lời. Đúng không? Dạ, cái này là con biết. Cũng như cái thời đại 4.0 này, YouTube này, TikTok mà. Nó lên rồi nó có một cái số em nó làm, nó cũng giỏi kỹ thuật công nghệ. Rồi nó môi móc cái này, nó gây quá kia, theo nó làm xấu phe này, nó làm xấu phe kia đó, là cái đó làm sao? Mình là người coi, mình phải hiểu chân lý chứ. Thấy không? Như người ta nói nửa đường cái được ghét. Còn Lý Quang thì không sợ cái đó, mấy anh làm nhưng mà Chúa theo. Dạ, đúng rồi. Thì hôm nay
nay là cũng có duyên là mấy anh em tụi con được gặp Ni Quang ở ngoài đường, sau đó thì cũng được Ni Quang cho phép về tận nơi để xem cái nơi tu tập của Ni Quang cũng như là cái nơi ở hàng ngày của Ni Quang, thì tụi con cảm thấy rất là vui. Thì không biết là như tụi con ở đây thì con muốn hỗ trợ cũng như là gọi là nếu mà đứng này là cúng dường cho Ni Quang thì con đưa trực tiếp cho Ni Quang hay là như thế nào? Con cũng cúng dường á thì Ni Quang cần á chi, bây giờ Ni Quang cần đó tiền điện mỗi tháng thôi, tiền ăn mỗi ngày thôi, còn ngoài ra không có xây dựng gì hết. Dạ, không xây dựng gì hết. Vì biết tôi sống, người ta ngủ nghĩa địa được mà, còn Ni Quang như vậy ngon hơn nghĩa địa rồi. Dạ, tiền điện của Ni Quang với lại tiền ăn mỗi ngày là bao nhiêu mà? Có nhiều hơn nhiều quá trăm ít, thấy không? Nhưng mà các con quan tâm thì đâu có nói là bao nhiêu mà. Con muốn hỏi đây là những quý vị muốn gửi cúng dường hả? Dạ. Hay là những cái thí chủ cúng dường hả? Dạ. Ni Quang cũng không biết, cũng chưa có từng chúng nhận. Tùy duyên hả Ni Quang? Tùy duyên. Dạ. Thì vậy. Còn riêng con con cất cái đó, con cất cái tiền bạc vô đó đi. Dạ. Con cất cái tiền bạc vô đó đi. Ni Quang không có nhận đâu. Dạ. À. Thế là cái này của ba anh em con gửi Ni Quang. Thì cứ cất đó đi. Dạ. Lý do vì sao vậy? Quên Ni Quang chỉ chia sẻ cho con biết được không? Nói chút xíu về Kinh Thánh cho con nghe, Kinh Phật thấy không? Dạ. Chúa nói tay Phật cho, đừng cho tay trái nó biết. À, cũng có câu đó nữa nha. Ờ. Còn bên Phật đó nói thanh tịnh đạo, con có biết không? Có nhiều chuyện lắm. Ừ. Dạ, con hiểu rồi. Còn Ni Quang ở đây thì muốn nói về những cái gì đó. Những cái gì mà cho bà con, anh em mình coi cái video này thì muốn hỏi quý vị vài câu, quý vị mỗi ngày có cầu nguyện không? Dạ. Đó, nhớ cầu nguyện mỗi ngày, quý vị có thuộc kinh chưa? Đó, quý vị có sốt sắng không? Còn nói về Chúa, anh nào mà vợ cũng xin nhắn gửi, anh nào mà vợ người đạo, mà chồng người đạo Phật, rồi cha làm phép chuẩn, hai đứa yêu nhau đó, thì giờ anh có yêu Chúa không? Anh hiểu Chúa là ai không? Phật là ai không? Đó, để anh đừng đến với Chúa đi, Chúa ban ơn. Dạ, anh đi quen cho con hỏi một câu hỏi cái. À, con nghe nói là thời kỳ này là thời kỳ ngoại pháp rồi. Sẽ có một vị Phật. Phật thì hằng hà sa số Phật, anh ra đường cũng thấy nhiều Phật lắm. Phật nào thì cũng mình vàng, nhưng hào quang này có muôn ngàn khác nhau. Thấy không? Thấy không? Nếu mà anh làm bậy, anh làm ma. Ma thì cũng có nhiều loại ma khác nhau. À, quỷ cũng là loại quỷ, bị trong kinh Phật nó nói. Con thấy đó là quỷ, nhưng nó vừa đi vừa cười. À, còn có đám quỷ kia vừa đi vừa khóc, nhưng mà có đám quỷ này vừa đi vừa cười. Hiện ra chúng nó hiện thân quỷ mà thật phải không phải là quỷ. Có nhiều quỷ nó có phước báo lắm chứ. Có nhiều quỷ đi hộ đó. Nó là quỷ. Ai cắn nó cắn lại. Không? Tôi đâu có biết được mình nói cái gì chung chung cho mình. Tôi chỉ hỏi đời mấy anh có hạnh phúc chưa? Anh thuộc một mấy bài kinh tu lên. Mà Ni Quang cho con hỏi là vậy tính ra thì Ni Quang mỗi ngày là mình vừa đọc kinh Phật Chú Đề Bi rồi vừa đọc không bây giờ không không có không có cái lớp nào anh học rồi thì thôi. Yeah. Bây giờ anh muốn kêu Ni Quang đọc Đề Bi, Ni Quang cũng đọc Đề Bi cho anh nghe. Yeah. Nhưng mà mỗi buổi sáng hôm mai con trở về với Chúa bằng nhạc ân tình, bằng lời kinh tiếng cây, bằng tiếng Chúa yêu mình. Gọi là ạc đánh ca đó biết không? Tạ ơn đó, ổng biết thì ai có YouTube đánh vô đánh ca nó ra. Tạ ơn Thiên Chúa trên trời. Nhiều bài ca lắm, muôn ngàn bài ca.
Thì chắc mấy anh em tụi con chắc cũng xin phép Ni Quang kết thúc cái video tại đây. Thì hôm nay cũng đủ duyên rồi, thì cũng rất là vui khi mà được gặp Ni Quang, cũng như là được Ni Quang chia sẻ rất là nhiều, và tụi con cũng học được rất là nhiều thứ. Nhiều đâu, Ni Quang thấy chưa có nhiều mà. Ý là đối với tụi con là học được nhiều thứ, nghĩa là bình thường tụi con không có biết được tới mấy nhiều như thế này. Gì hả? Dạ, hôm nay thì được giống như là mở mang thêm tầm mắt và mình biết thêm nhiều những cái gọi là trong cuộc sống cũng như là trong cái phép mà tu tập của Ni Quang á. Bây giờ gặp con lần đầu á, bất ngờ quá đi. Thành ra cũng không có đưa được cái gì để gửi cho toàn thể ông bà, anh chị em, cô bác, các vị mà kính giả, quý vị xem phim coi video này. Thành ra sau đi qua mới chạy xe về, thành ra con nếu muốn đưa cái tin về đi qua với con về nhà, con có cái câu gì tự nhiên nó trong đầu nó hiện ra, con ghi lại con hỏi rồi con trở lại đây. Dạ, con hiểu rồi. Hoặc là con có thể lấy tin từ xa được thì con hỏi đây, hỏi Zalo. Chắc chắn là mấy anh em tụi con sẽ cố gắng và hữu duyên sẽ ghé lại thăm Ni Quang thêm một lần nữa. Nếu mà đủ duyên thì sẽ gặp Ni Quang ở trên đường, sau đó sẽ cùng Ni Quang đi về. Còn nếu mà không thì có thể tụi con sẽ đến trực tiếp nơi đây để mà gặp Ni Quang. Bây giờ phát khởi đi, ví dụ một tháng đó, ghé thăm Ni Quang một lần, alo Ni Quang. Rồi hỏi Ni Quang rồi Ni Quang có muốn đưa cái điều gì lên cho mọi người hiểu biết thêm. Vì Ni Quang năm nay là 70 mấy tuổi rồi, chắc không còn ở trái đất này bao lâu đâu. Còn có 10 năm nữa mà có biết 10 năm nữa không. Nhưng mà hiện tại những gì chúng sanh người ta cũng còn thắc mắc dữ lắm. Nhưng mà bây giờ thì nó không có sợ trước. Thì để khi mà về tụi con đăng video này lên, nếu mà cô chú mà có câu hỏi gì comment vào. Thì comment vào thì tụi con sẽ lưu lại và sau đó lưu comment đó và giải thích cái comment đó. Nó sẽ gặp Ni Quang, Ni Quang rồi Ni Quang sẽ giải thích cho cô chú hiểu rõ hơn. Rồi tuần sau, tháng sau con lại có cái video khác nữa. Nếu con muốn làm công quả thì Ni Quang thấy như vậy. Vì giờ những cái video của các con thì đã làm nó chuyên nghiệp rồi, có nhiều người nghe rồi. Còn như bây giờ nhiều người ta cũng mới nghe về Sư Minh Tuệ nè, những cái hạnh tu của Sư nè, mà Ni Quang cũng chưa có sắp xếp cái gì nói cho mạch lạc. Thì chắc con sẽ hẹn ở video sau. Còn bây giờ thì thôi, con chúc Ni Quang thật là nhiều sức khỏe. A-di-đà Phật. Con chào Ni Quang nha. Chúc Ni Quang nhiều sức khỏe. Ni Quang cũng xin chào hết quý vị bà con.